Hoặc là à, thử xem nào. Không. Oh. 10 điểm thay ạ. À? Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người làm một ly sữa chua muối nha. Nguyên liệu chúng ta sẽ có sữa tươi, muối tinh, nước sôi, sữa chua bột, ở nha đam, bột mix, sữa đặc và đá viên. Đầu tiên thì mọi người sẽ hòa muối với 20ml nước sôi. Ở đây tôi sẽ dùng muối hồng, nếu như mọi người không có muối hồng thì mọi người cũng có thể dùng là muối tinh. Đấy, muối tinh của vượt nha, khoảng 2g. Nhớ thiệt này, chưa? Đấy. 20ml nước nóng. Để nó vào. Tiếp theo là sữa tươi 70ml. Sữa tươi 70. 20. Sữa đặc 20. Sữa chua bột là 20g. Tức là 20g. Rồi. Cuối cùng thì mọi người sẽ cho đá vào. Đá là bao nhiêu ạ? 300g đá. Đợi nắp vào xay thôi. Món này là món gần như là ngon nhất ngày hôm nay đấy. Xem ngon không em? Ăn thử xem nào. Không? 10 điểm thay ạ.